Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bồ Đề Giò. Bình minh tàu lao chào với đào Trần Hoàng, Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm Chuyện bên lề. Đây là set đầu giò. Tiếng trước và đóng kính của Đại Lâm là Hoàng Di Cọp Gò Xoài, Hoàng Messi và Dũng Gia. Còn bên kia là Đức Từ Thiện Thi Thế Tử, Sơn China. Ở ngoài có biên phải của Sỉnh Sỉnh, Mã Cha So, Sơn Gia, Dương Châu. Có thể nói là các cầu thủ đầu giò rất đẳng cấp đang ở ngoài. Không không. Ngoài. Một pha không hiểu ý nhau giữa Juan Messi và Dũng Gia. 1-0. Đang cãi nhau luôn sư phụ giữa Mã Cha So và Sơn China. Mã Cha So đang chấp kèo, cãi nhau luôn sư phụ rồi. Cãi nhau. 1-0. Đáng tiếc một pha trả đòn quá hay vừa rồi của Sơn China. Bóng bay ra ngoài trong gang tấc thôi. Một, hai. Xin lỗi các bạn nha, bên này chấp bên kia một điểm nha các bạn. Tỷ số đó là 1-2 nha. Cáp kèo. Quá hay cho Hoàng Di. Đáng tiếc cho Juan Messi. Mà các bạn nào trong vòng tỉnh Tiền Giang và lân cận Long An hoặc Đồng Tháp, Vĩnh Long vậy nhé, ngày 27 tháng 1 tại sân Tân Tiến Cai Lậy nha. 27 tháng 1 tại sân Tân Tiến Cai Lậy tổ chức giải đầu giò 33 nội bộ của Tiền Giang nha các bạn. Anh em bóng đá phụi, nói chung là có hộ khẩu Tiền Giang thì được tham gia tham dự nha các bạn. Nhất 5 triệu, nhì 2 triệu, ba 1 triệu và đóng lệ phí 500 một tem nha các bạn. Để làm xin nhắc lại cho các bạn biết nha. Ngày 27 tháng 1 2024 như vậy. Tại sân Tân Tiến Cai Lậy, Tiền Giang, giải đầu giò 33 trong tỉnh Tiền Giang. Nhất 5 triệu, nhì 2 triệu, ba 1 triệu. Mỗi đội đóng lệ phí 500. Các bạn nào có đam mê lân cận Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp gì đó thì có đam mê thì đến Cai Lậy nha. Sân Tân Tiến. Lại là Hoàng Di. Hoàng Di vừa tự sát tại đối lắc. Đây là đội trong là Bi Malaysia.
tỷ số đang là 6-1. Lại là thi thứ tư. Vẫn còn. Quá hay cho Hoàng Duy. 7-1. Một pha cố gắng hết sức của Hoàng Duy. Bảy một, một dáng tennis. 8-1 đổi sân. Không hiểu điều gì đang xảy ra giữa Hoàng Duy, Wayne Messi và Dũng Gia. Để Lâm xin nhắc lại cho các bạn biết nha, anh em nào có đam mê bóng chuyền đầu giò phổi tại sân Tân Tiến Cai Lậy nha, 27 tháng 1 2024, nghe các bạn, 27 tháng 1 2024 nha, giải đầu giò 33 nội bộ tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Nội bộ tỉnh Tiền Giang, nhất 5 triệu, nhì 2 triệu, ba 1 triệu, đóng lệ phí 500. Đáng tiếc cho Đức Từ Thiện pha bóng vừa rồi. Có thể nó một pha đơn giản như đang giỡn thôi. Đức Từ Thiện phòng thủ không được tốt. 28. Một pha mổ bên cạnh sườn của Hoàng Duy, của Đức Từ Thiện, quá nhanh. Tại nếu Hoàng Duy bất lực pha bóng như rồi. 9-2. Một pha găm bóng như rồi, thật quy lực. Quá hay của Hoàng Duy. 3-9. Một pha tập trung phòng thủ và phản đòn rồi của Đức Từ Thiện, quá hay. Một pha vặn sườn trở lại của Hoàng Duy, trước Hoàng Duy. Mười ba. Đáng tiếc cho Thi Thế Tự, một pha phát bóng ra ngoài. 40. Có số nếp kỳ động Đại Lâm được không ta? Ghét bố vợ được chưa, ở chung bố vợ. Không thích bố vợ ở chung. Quá khó cho Đức Từ Thiện. Pha phản công quá hay của Hoàng Duy cầm rồi rồi. Và pha bóng mở điểm trực tiếp của Hoàng Duy cọp gò sồi. 6-10. Quá khó. Một pha trẻ vừa đường số 6 rồi, Đức Từ Thiện quá khó cho bên kia. 11-6.
Kha gầm đường số 6 vừa rồi của Hoàng Duy. Bóng đi quá nhanh, quá lực. Đức Từ Thiện không biết làm gì phục bóng vừa rồi. 7-11. Lại là chuyền hai của anh Messi làm khó đồng đội mình là Hoàng Duy cầm rồi rồi. Mười hai bảy. Quá hay cho Đức Từ Thiện. Lại là cái chân của Đức Từ Thiện. Pha đầu tiên Đức Từ Thiện phòng thủ quá hay. Và pha sau quá đơn giản. Đức Từ Thiện có thể nói là không biết điều gì đang xảy ra. Đức Từ Thiện phòng bóng gì rồi. Mày là cáp kèo và cáp kèo thôi. Rồi. Heo. Phải học hỏi một câu cáp kèo và cáp kèo. Câu của Đại Lâm nói như đinh đóng cột. Cáp kèo và cáp kèo. 13-8. Lại là Hoàng Duy quá hay. Xét bóng này có 2-3 quả Hoàng Duy đánh đường chéo đó quá hay. Một pha gầm bóng xuống quá nhanh. 93. Đáng tiếc cho Hoàng Duy phát bóng ra ngoài. 14-9. Đẳng cấp và bóng gì rồi, nhúng nhảy của Đức Từ Thiện quá hay. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Đức Từ Thiện, Thi Thế Tử, Sơn China vào bờ quá an toàn. 15-9. Còn Sỉnh Sỉnh chuẩn bị có kèo gì đây, các bạn hãy chờ xem nha. Sỉnh Sỉnh đang chuẩn bị có kèo gì đây.